Kính mời ban lãnh đạo công ty Prudential Việt Nam tiến lên vị trí để tiếp nhận quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước. I'd like to invite Board of Management and leaders of Prudential Vietnam to proceed on stage to receive the award. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa Ngài Đại sứ Vương Quốc Âm tại Việt Nam. Kính thưa tất cả quý vị, ghi nhận thành tích của công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển thị trường bảo hiểm và đóng góp tích cực các hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam liên tục nhiều năm. Ngày 15 tháng 8 năm 2014, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định số 1987 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam. Khai mạc ban thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phát triển thị trường bảo hiểm và công tác xã hội từ thiện từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Doan, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Sau đây là nghi thức trao huân chương. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo nhà nước gắn huân chương lên cờ truyền thống của công ty bảo hiểm và trao bằng huân chương cho tập thể ban giám đốc. Trân trọng kính mời đồng chí Phó Chủ tịch nước. Cảm ơn tất cả quý vị.